Một tết lì xì được không? Dạ. Vì tiền lì xì đấy về làm gì? Làm giống. Giống. What the hell? Nhiều chưa? Dạ được 300 mấy à? 320. 320 hả? Thu được ngày công còn gì nữa. Bây giờ về đi tiếp. Giờ đi tiếp chưa? Tiếp. Trời ơi, 11, 12 giờ chưa? 11, 12 giờ rồi. Mình sáng giờ mình chúc bạn tuyết chưa? Dạ chúc rồi. Về chúc chưa? Chúc rồi. Chúc rồi hả? Vì tiền lì xì đấy về làm gì? Nập game. Nập game, đủ. Thằng máu. Rồi gì nữa? Nhất heo. Ai nhất heo? Việt tiếp theo hả? Còn này nhập game. Nhập game gì đấy? Free Fire. Được Free Fire luôn. Ô, mày nhập game vậy thôi chứ mày đi xin tiền vậy anh to hả? Mày kêu mày to nhiều về nhập game nha. Không. Thế sao? Kêu là chúc được rồi, người ta đi xin được rồi. Mà. Vậy nhập về rồi bố mẹ có giữ không? Bố mẹ có giữ tiền không? Có. Về bố mẹ giữ dùm không hả? Năm nào bố mẹ giữ dùm không? Dạ. Đòi lại cho. Được. Mà nói năm nào giữ dùm mới nhớ mẹ trả tiền lì xì con mẹ năm mẹ giữ dùm ấy. Thì đòi lớn mẹ giữ tiền lì xì bao nhiêu báo đúng không? Nhiều lắm. Nhiều lắm không? Mẹ trả tiền đây. Nợ. Nợ gì cứ bảo giữ dùm mà từ hồi từ chắc bằng thằng cu này quá. Đến giờ luôn á. Từ hồi lập lắm chưa ạ? Hả? Mẹ sinh ra đi cho mẹ mà mẹ kêu mẹ giữ dùm phải không? Được, có công sinh thành mình ra được rồi. Vậy đang phải không? Vậy mày lấy về đưa tiền cho mẹ, mẹ cho gì không? Không. Không à? Hết tiền đi quấn đồ cua. Hết tiền mình chưa? Đưa tiền đánh một cua. Thằng này máu rồi. Game rồi bầu cua rồi gì bữa nào bánh bầu cua đâu nói kêu nhớ nha. Chơi xuân xuân ạ. Hả? Làm xuân xuân mà. Mà đi xuân xuân đánh luôn. Dạ. Mày mới đi bằng gì? Đi bộ. Đi bộ từ đây xuân xuân. Hả? Đi mấy km luôn. Ờ chứ sao nữa. Thôi Tết mày chúc anh nhớ chị Thúy gì luôn đây rồi anh nhớ chị Thúy lấy gì luôn nhanh. Dạ sang năm mới cho chúc em chúc cả gia đình anh nhớ là mạnh phát tài và nhiều sức khỏe. Ừ, có nhiều đấy không nha. Dạ, chúc cái gì nữa chứ? Chúc gì nữa? Chỗ nhà tôi thấy mình chúc cái câu đó không à? Quen lắm. Chúc cái gì lạ? Câu huyền thoại. Câu huyền thoại quá, chúc cái câu lạ. À, sang năm mới là chúc nhìn vào đây nó này. Gia đình của chị Thúy và anh nhớ. Làm ăn là phát tài. Và sự như ý. Được. Và nhiều sức khỏe. Rồi gì nữa? Hết rồi. Còn Việt. Chúc như nó. Chúc đàng hoàng chứ sao chúc như nó? Chúc gia đình anh nghĩa sang năm mới và sự như ý, làm anh phát đạt và có sức khỏe dồi dào. Ừ, hai bài sau nó copy giống nhau vậy. Copy giống nhau quá. Mẹ lì xì cho Việt với chú Việt với bảo con nhát lắm thủy hả? Tất nhiên bình rồi bình. Lì xì này bình hai cái đó chị Thúy. Xin chào chị Thích. Rồi đi chúc Tết đâu nữa? Giờ qua nhà Thầy Hùng. Thầy Hùng qua mà chúc con làm ăn phát tài gặp nhiều may mắn rồi thịnh vượng an khang rồi tấn tài tấn lộc đồ mày chúc cho mày chúc gì mà một bài mà chúc nhà anh chúc vậy thôi chi hả? Nhà anh phát tài vậy thôi chứ nhà anh nghèo. Thôi đi anh đi chưa? Đi rồi. Chào mọi người. Hello nha. Hôm nay là mùng 1 là gia đình mình đi chúc Tết bên bố mẹ nội ngoại hai bên thì
năm mới chúc anh em và mọi người làm ăn phát tài, ăn khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Sang năm mới thì cũng mọi điều phấn khởi, đặc biệt là mấy anh em ở trong YouTube có những nội dung sáng tạo hơn, đem lại những cái tiếng cười cho khán giả cũng như là đem về những cái là chi phí để cho mọi người trang trải trong cuộc sống. Và nhân đây mình cũng nói luôn, nay mình qua đây mình đòi tiền bà nội, đòi tiền mẹ mình chứ. Năm lì xì biết từ bé đến lớn lì xì mà toàn bảo mẹ giữ giùm mà giờ không thấy đâu hết. Đấy, đến khi bây giờ đẻ được thằng mình có thằng cu như này rồi, con bé được bé đây nữa này. Đấy, anh em thấy không? Mà vẫn không thấy tiền lì xì đâu. Ngay cả chú Bảo vẫn đang anh ấy trong lòng về cái vụ mà mẹ giữ giùm tiền lì xì đến giờ chưa thấy trả. Đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng quá, đúng luôn. Thôi một người. Em chúc Tết bà chưa? Tết bà. Chúc Tết sao? Chúc bà năm mới đi. Chúc bà sao? Chúc bà thì lại chúc bà đồng hòa. Đứng đây, chúc này. Bố gửi về trong nội này, lên. À, ngồi đây chúc bà, chúc ông bà sao? Chúc ông bà. Ông bà em khỏe. Chúc chú Bảo. Chúc Bảo. Học giỏi. Học giỏi. Chúc bà đội. Cảm ơn, bà nội cảm ơn em nha. À. Chúc đi bộ đội. Chúc bố Nghĩa. Chúc bố Nghĩa, chúc sao? Đúng rồi, chúc bố coi nào, chúc bố đi. Sao? Làm YouTube. Làm YouTube. Ngày càng thành công. Chúc mẹ Thí. Chúc mẹ Thí. Sao? Nhiều bạn hàng đặt bánh kem. nhiều bạn hàng đặt bánh kem. Review của bàn thờ mùng 1 nhà bà nội. Đây là chai rượu bù đá. Mà không biết có bầu mà có đá vong không? Đây là bia Tiger mà bây giờ nó phải nói là đúng không, các cụ thời này có khác, xưa toàn uống rượu mà bây giờ được uống Tiger luôn. Đấy. Mọi người thấy khá là khang trang. Toàn là bia Tiger. Các cụ này uống sang quá. Sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc những ngày sẽ gặp nhanh Tết sau đường.